Bồ Tát Địa Tạng nghe tiếng đến cứu khổ, hành ngọc. Dân quốc năm thứ 49, ngày 21 tháng Giêng. Tuy là cuối đông nhưng không có một chút gì là lạnh lẽo. Tôi mặc một chiếc áo lông dê, cảm thấy nóng nực nhưng lại không thể cởi ra bởi vì tôi đã có dấu hiệu bị bệnh cảm lạnh. Thượng ban không lâu, đột nhiên nhận được tin của một đại đức ở Đài Bắc bảo tôi đến Bồ Đề Thọ Tạp Chí Xã, thỉnh một quyển Phật học vấn đáp của Bến Công. Tôi là người có tánh gấp gáp, đối với việc cần giải quyết liền mà không được giải quyết ngay. Bấy giờ, mất 1 giờ 30 phút mới thỉnh được, lại thêm thân thể mệt mỏi, để đi Bồ Đề Thọ Tạp Chí Xã. Trời nắng gay gắt khiến tôi ra mồ hôi đầy lưng. Tôi nghĩ, thân được ra mồ hôi, đối với bệnh cảm, thật là chẳng tốt sao. Vì thế, tôi không dám cởi áo lông dê ra. Khi đến Bồ Đề Thọ Tạp Chí Xã, muốn hỏi Đại Đức Chu Văn, Phật học vấn đáp của Bến Công, tôi rất thất vọng vì ở đây không có cuốn sách ấy. Từ liên xã tôi đi thẳng đến lão cư sĩ Lai, Đống Lương, lấy một vé xe để đi về. Thấy tôi đến, đích thân đưa ra xe và nói, tôi muốn tìm người để làm công đức. Đồng thời đưa cho tôi số báo ngày hôm nay của Dân Thịnh Nhật Báo và đưa bản thứ hai cho tôi xem. Tôi nói, ông thật là không được. Muốn tôi đến thì tôi đến, có việc gì không? Đã phân phối hết chưa? Chính là muốn tôi ở lại xem báo, vì tôi có việc gấp muốn trở về thượng bàn, không có tâm xem báo. Tôi cho là vì ông muốn tôi quảng bá đến mọi người, nên tôi hơi nặng lời nói. Lão lại, muốn tự tôi viết một bài thì không có vấn đề, giả như cần tôi ở bên ngoài đi quảng bá thì không có điều ấy đâu. Lão lại nói, xin mời ngồi. Ngài xem, ông ta chỉ đóng báo nói, cuối cùng nhu yếu của ngài về công đức gì, khác có thể làm ư. Lão lại không đợi tôi nói xong cướp lời nói, tôi xem trong Phật Nguyệt Phán Thượng, có người tụng kinh Địa Tạng, đưa đến sự tích linh cảm. Hiện tại có một vị liên hữu, là cư sĩ Kỷ Tam Toàn, gia cảnh ông ta rất nghèo khốn. Ông ta làm nghề đạp xe ba gác, và công nhân điện khí, sau nhiều lần bị tai nạn, tiếp theo cha ông qua đời. Bấy giờ, sau nhiều cách hết sức lo liệu cho tốt, ông bị nợ nần chất chồng, nhất thời không có cách gì trả hết nợ. Há không phải khổ cùng thêm khổ ư? Đúng là họ không đến một mình. Gần đây, khi ông làm công tác sửa điện trên cột cao 2 trượng, bất cẩn ông bị rơi xuống đất. Ôi con người này thật là nghiệp chướng quá nặng, xin ông phát tâm thay thế ông ta, tụng vài bộ kinh Địa Tạng, thay ông ta tiêu trừ ách nạn, đó thật là công đức vô lượng. Hôm qua tôi đã đến Kỷ Tam Toàn nói chuyện rồi. Tôi nghe lão lại kể chuyện mà lòng từ bi dần dần trào lên, tâm lý phải ức chế lại. Không ngờ khẩn nạn quá nên đáp ứng lại, hẹn ngày mai khi tu bác quan trai sẽ tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho vị liên hữu xa lạ đang bị nạn Kỷ Tam Toàn để anh ta sớm thoát khổ não. 9 giờ sáng ngày 22, tôi đến Y viện Ngoại khoa Trần Thanh ở đường Bình Đẳng thăm Kỷ cư sĩ. Đây là lần đầu tiên tôi đến Y viện Ngoại khoa thăm bệnh nhân. Rõ ràng như vào địa ngục, trong đó có hàng trăm bệnh trạng quái dị, mùi hôi lan tràn cùng khắp, khiến buồn nôn không chịu nổi, phải dùng khăn tay che mũi. Trong tình cảnh như thế, thật chẳng muốn ở lâu, huống chi tôi lại đã nhẫn chịu hết sức. Tôi tìm đến phòng bệnh số 30, thấy có vài người bệnh đang nằm trên đó. Tôi không thấy có Kỷ cư sĩ, thấy một vị lão bà đi ngang qua, tôi liền hỏi thăm, mới biết bà là mẹ của Kỷ cư sĩ. Bà bảo cho tôi biết, Kỷ cư sĩ đang ngủ trên giường bệnh. Thấy anh ta nằm trên giường bệnh không cử động được, tôi niệm thầm thánh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, đi đến bên giường Kỷ cư sĩ hỏi anh ta, anh có ăn chay bao giờ chưa? Tôi nói bằng giọng Đài Loan. Anh ta nói, tôi chỉ ăn chay 1 tháng 2 lần rằm và mùng 1. Anh ta rất gầy, người toàn là xương, nói năng rất nhỏ yếu. Thấy anh ta như vậy, chắc trước đây không có tin Phật, điều đó nhất định làm tôi hưng phấn lên. Tôi nói, nếu như bạn phát tâm ăn chay 10 ngày, thập chay, thì khi niệm Địa Tạng Bồ Tát thánh hiệu, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc lớn tiếng, hoặc niệm thầm đều được cả, chỉ cần phải chí thành khẩn thiết, dung trì như thế mới có thể đạo giao cảm ứng.
Bây giờ tôi sẽ thay bạn tụng Địa Tạng Kinh, tụng đến khi bạn hết bệnh mới thôi. Do tôi hết lòng thành khẩn, bấy giờ anh ta rất cảm động, ngay lập tức chấp thuận ý kiến của tôi, nên tôi phải đem thức ăn chay cho anh ta. Tôi nói, ngày mai là ngày 24 tháng Chạp, là ngày bắt đầu ăn chay theo thập trai. Tôi lại nói với mẹ anh Kỷ, bà hãy thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để lễ bái, tụng niệm, cầu nguyện Bồ Tát Đại Từ Đại Bi bảo hộ cho con bà không bị tàn phế. Tuy tôi nói tiếng Đài Loan, bà nghe chữ được chữ mất, nhưng bà vẫn hiểu. Một nhà tám miệng ăn hoàn toàn dựa vào nó nuôi cả. Mẹ anh Kỷ vừa nói vừa vạch chỗ vết thương bên hông phải của anh Kỷ cho tôi xem. Tôi như chạm vào điện, sợ đến nỗi cơ hồ không đứng vững được. Vết thương dễ sợ, chiếm hết hông trái của người, máu và thịt bày nhầy như hồ, trông cũng giống như tương thịt. Nước máu mủ từ vết thương chảy xuống đất. Vợ con của anh đứng bên giường, dùng giấy vệ sinh để thấm hút nước máu mủ ấy. Tôi nghĩ, làm sao trị khỏi đây? Tôi mang trong lòng một tâm tư trầm trọng, rời khỏi bệnh viện về trường học. Tối hôm ấy, khi tụng kinh đột nhiên bụng tôi đau quay quắt. Từ khi tôi tụng kinh đến nay, chưa từng thấy qua hiện tượng này. Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau để tụng xong kinh. Tụng kinh xong thì cơn đau của tôi cũng hết. Bấy giờ, do công tác rất bận rộn và việc nhà có nhiều phiền toái, những chuyện rắc rối làm cho tôi tinh thần suy kiệt, thực tại tinh thần khó mà đề khởi được. Bấy giờ tôi nghĩ đến bệnh tật ghê gớm của kỹ cư sĩ, cảnh tượng cầu sinh khẩn thiết ấy khiến tinh thần phấn chấn, nên chỉ thành cung kính vì kỹ cư sĩ mà tiếp tục tụng kinh Địa Tạng. Giữa ngọ ngày 25 âm lịch, tôi thỉnh một bức thánh tượng Địa Tạng Bồ Tát đem đến y viện ngoại khoa Trần Thành để cho bệnh nhân thấy thánh tượng Bồ Tát trang nghiêm, do đó khởi tâm hoan hỷ tán thán. Kỹ cư sĩ rất là hoan hỷ, tôi biếu thánh tượng ấy cho anh và giảng thuyết cúng dường Địa Tạng Bồ Tát sẽ được 10 lợi ích: một, đất đai tươi tốt; hai, nhà cửa an lạc; ba, người mất sanh thiền; bốn, kẻ sống thọ ích; năm, sở nguyện như ý; sáu, không có tai nạn; bảy, không có hư hao; tám, dứt hết ác mộng; chín, ra vào thần hộ; 10, thường gặp thánh nhân. Anh ta đối với những lời của tôi không chỉ tin nhận mà hướng về tôi cảm tạ, thành thật cảm ơn, thành thật cảm ơn. Tôi đến bên cạnh mẹ anh Kỷ hỏi bà, vết thương của anh Kỷ có bớt chút nào không? Với gương mặt tràn đầy hoan hỷ, bà nói với tôi, đã bớt được nhiều rồi. Rồi bà mở chỗ vết thương của anh Kỷ cho tôi xem, kết quả thuyên giảm thấy rõ. Tôi rất vui mừng, hoan hỷ tán thán. Địa Tạng Bồ Tát thật là linh ấn, thật quá linh ấn. Há chẳng phải ư, mới ngày nào thấy máu thịt còn bày nhầy bên hông, thế mà bây giờ xương cốt đã thấy khá hơn, máu huyết đã không còn rỉ chảy. Điều này thật là không thể nghĩ bàn được. Thật ra nếu chỉ nhờ vào thuốc men y thuật, bệnh cũng không thuyên giảm nhanh chóng như thế. Vì trong phòng có người bạn đang điều trị, cũng rất vui mừng, khen là bệnh lành nhanh quá. Kỹ cư sĩ cũng rất kinh ngạc, cảm mộ được thần tích này nên nói với tôi, mỗi ngày tôi đều niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát hơn 300 tiếng. Tôi nói, tốt nhất là nên giờ giờ khắc khắc đều niệm. Sau cùng tôi rời bệnh viện ngoại khoa Trần Thành với một tâm lý thật là nhẹ nhàng, sảng khoái. Cứ mỗi chủ nhật, lão lại và đại đức Hát Ân Hồng đều đến giám ngục ở Đài Trung để hoằng pháp. Tôi gặp lão đại, hỏi thăm bệnh tật của kỹ cư sĩ có tốt hơn không. Ông ta nói tốt lắm, tốt lắm. Chẳng qua theo bác sĩ, phải chiếu X-quang, phải giải phẫu nối xương, nhưng chưa quyết định được vì kỹ cư sĩ không có tiền. Nghe lão lại nói như vậy, tôi rất lo ngại, vì nếu không giải phẫu thì bệnh không lành. Lòng tôi thật áy náy và thương xót, bởi vì về mặt kinh tế, tôi tuy có lòng nhưng cứu thì không đủ. Đối với tình nghĩa con người thật là khó xử, thế nào cũng không gọi tôi là kẻ ưu bi khổ não. Sau khi về nhà, chẳng nghĩ được đến việc gì, tôi cứ mãi trầm tư. Có cách gì có thể giúp kỹ cư sĩ không phải giải phẫu không? Tôi tự nhủ, Bồ Tát Địa Tạng, con cảm tạ sự bảo hộ của Bồ Tát đối với ngoại thương của kỹ tam toàn. Bây giờ hông trái hoàn toàn không hoạt động, bác sĩ bảo phải giải phẫu 2 lần, nếu không thì không bình phục. Kỹ cư sĩ thật là đáng thương, đệ tử cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát
thể hiện từ bi, dùng sức thần thông không thể nghĩ bàn, bảo hộ cho kỹ cư sĩ, không cần mổ xẻ mà vẫn lành bệnh. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện như vậy cho anh ta. Một buổi chiều thứ tư, tôi nghe kinh Đại Từ Quang Đồ Thư Quán, gặp người bạn nói có lão lại tìm tôi. Tâm tôi nghĩ không biết bệnh của kỹ cư sĩ có tốt hơn không. Tôi đi gặp lão lại, không đợi ông ta mở miệng tôi đã hỏi, kỹ cư sĩ xuất viện rồi ư? Tôi thấy vẻ mặt của lão lại rất vui tươi, nên nói như thế. Ông ta đáp, kỹ cư sĩ đã xuất viện. Tôi lại hỏi, có bị mổ không? Đáp, nói ra thì thật kỳ quái không bị mổ, nhưng lại gặp một vị bác sĩ nối xương lớn tuổi, nắn bóp vài lần là khỏi. Không biết có phải do ông hướng về Địa Tạng Bồ Tát cầu nguyện không? Kỷ Tam Toàn rất cảm tạ ông đấy. Tôi đã ở trước tượng Bồ Tát Địa Tạng cầu nguyện. Tôi kể cho lão lại nghe. Ông ta vốn đã cười tươi rồi, nghe tôi nói lại cười thêm. Cặp kính mắt trễ xuống, ông nói, kỳ lạ không tưởng được, thật kỳ lạ không tưởng được. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng sức thần thông hiện thân thành văn, vi diệu công đức ẩn tàng, đầy đủ giải thoát, hiện các trân bảo, là các Bồ Tát minh nhãn thanh tịnh, là hướng niết bàn, dẫn dắt nhân thiền. Như ngọc như ý mà các tài bảo, theo chỗ mong muốn làm cho sung mãn, chiếu người hành thiện như mặt trời sáng, soi người lạc đường giống như đuốc sáng, trừ nhiệt phiền não, như trăng thanh lương, vượt bốn sông lớn nên làm cầu đường, sang bờ bên kia nơi làm thuyền bè, thu phục ngoại đạo như vua sư tử, hễ ngự thiên ma như rồng, dẫn suối tiên, hộ các vô ý như bạn bè, đề phòng đối oán như thành trì chắc, cứu các ách nạn giống như cha mẹ. Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ, Phẩm Trúc Lợi Nhân Thiên, thứ 13 có nói, bây giờ Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng, xoa đảnh đầu Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà nói lời này, Địa Tạng, Địa Tạng, ông đem thần lực từ bi trí tuệ biện tài không thể nghĩ bàn, khiến cho mười phương chư Phật tán thán khen ngợi những việc không thể nghĩ bàn của ông, trong ngàn vạn kiếp cũng không hết được. Từ biệt lão lại, tuy đêm đã khuya, tôi vẫn cung kính đến trước Phật điện, hướng về được tượng Địa Tạng Bồ Tát cúi đầu 48 lần, nước mắt tự nhiên chảy ra. Cha mẹ ân sâu khó đáp, nhưng ân lớn của chư Phật Bồ Tát thì không thể hạn lượng, không cách nào báo đáp tận. Duy chỉ nhất tâm niệm Phật, thể trì trai giữ giới, thì Phật quốc Tây Phương, đạo lộ Niết Bàn mới thành tựu. Cho nên chúng ta nhất tâm quy mạng đảnh lễ, nguyện các độc giả đồng niệm, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Thập Luân Bạc Khổ, Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chuyển từ Trung Quốc Phật Giáo Quyển thứ 5 kỳ 2, ngày 15 tháng 12 năm 1949. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha ha.